Melissa đi à? Melissa, chưa đi ngủ đi. Mấy giờ rồi? Cất điện thoại đấy. À, vẫn còn xem điện thoại đấy à? Bây giờ là mấy giờ rồi? À, đi ngủ sớm để con đi học chứ. À, không chịu ngủ đúng không? À, ông khỉ ru ngủ nhá. Được không? À, à, ông khỉ ru ngủ bé Lisa nhá. À, cất điện thoại nhanh lên, không xem nữa. À, nhanh lên, cất chưa? À, đưa cái tay đây, cái tay đâu? À, ăn thịt vào cái tay nào. À, cất điện thoại, nhắm mắt đi ngủ, nghe chưa? Ông khỉ sẽ theo dõi bé Lisa nhá. Không ngủ là ông khỉ ăn thịt luôn. À.